chỉ còn 137 ngày nữa là chúng ta sẽ đến cái ngày Bitcoin halving kế tiếp. Chứng đoán bây giờ là sẽ là ngày 14 tháng 5 năm 2020. thì Bitcoin halving có thể là nhiều bạn đã biết là trung bình là mỗi 4 năm, chính xác hơn là khoảng 210.000 block thì cái số lượng Bitcoin ra đời mỗi block sẽ bị giảm đi phần nữa và chứng đoán ngày 14 tháng 5, cái số lượng Bitcoin ra đời mỗi block sẽ bị giảm đi từ 12,5 Bitcoin chỉ còn có 6,25 và đây là một cái hiện tượng mà rất nhiều người quan tâm tới giữa năm 2020. Có thể nói đây là hiện tượng lớn nhất trong 6 tháng đầu của năm 2020. Và tuy là Thuận đã làm khá nhiều video liên quan tới Bitcoin Harbin, những video như là video 371 Bitcoin Harbin, giá có chạm 100.000 đô hay là không, hay là video 473 tình hình Bitcoin trước Harbin, nhưng mà nào mà có hứng thú muốn xem hai video này thì link sẽ nằm ở phía trên màn hình cho các bạn bấm vào hay là bạn có thể tìm kiếm cái số video ở trên channel của Thuận. Nhưng mà ngày hôm nay chúng ta lại nói về Bitcoin halving nhưng mà chúng ta sẽ không nói riêng về Bitcoin mà chúng ta sẽ nhìn vào cái hiện tượng khi mà cái nguồn cung bị giảm cho đồng Ethereum thì lúc đó như thế nào hay là chúng ta sẽ nhìn vào cái hiện tượng Litecoin halving đã xảy ra vào tháng 8 năm 2019 này thì tình hình của Litecoin là như thế nào chúng ta sẽ so sánh Bitcoin, Ethereum và Litecoin và đưa ra một số tài liệu để giúp các bạn hiểu thêm về thị trường này. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Trước khi mà chúng ta đi vào thêm chi tiết thì cũng như thường lệ tất cả chỉ vì mục đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Khi mà chúng ta nói tới cái sự kiện Bitcoin Harvest này thì câu hỏi lớn nhất bây giờ là giá Bitcoin đã tính luôn cái sự kiện Bitcoin Harvest này hay là chưa? Và điều này có nghĩa là hiện bây giờ có hai cái lý thuyết mà đang được tranh cãi rất là kịch liệt trong cộng đồng crypto, lý thuyết đầu tiên gọi là Efficient Market Theory và cái lý thuyết này nói là Bitcoin hiện tại cái giá đã tính luôn sự kiện halving này, cho nên sự kiện Bitcoin halving không ảnh hưởng đó với giá cả. Tại sao? Tại vì nếu như mà ai cũng biết khi nào sự kiện halving xảy ra, thì khi mà người ta giao dịch Bitcoin, người ta đã tính luôn cái sự kiện này và cái sức ảnh hưởng đó với giá cả là không có. Nhưng mà bên kia thì lại không đồng ý với các suy nghĩ này. Lý thuyết thứ nhì nói là cái sự kiện Bitcoin Harbin sẽ ảnh hưởng đối với giá cả. Tại sao? Thì tại vì không phải ai cũng biết tới cái sự kiện Bitcoin Harbin này. Tuy là những người tham gia vào thị trường Bitcoin có thể là đã biết. Nhưng mà cái số lượng người tham gia vào thị trường tài chính truyền thống thì chưa biết tới và cũng chưa quan tâm tới. Chuyển đoán thì tùy theo là nguồn nào. Thì bây giờ thì dưới 5% của số lượng người trên thế giới tham gia vào thị trường Bitcoin. Cho nên còn rất nhiều người chưa biết tới cái sự kiện Bitcoin Halving, cho nên cái sự ảnh hưởng là sẽ có đối với giá cả. Nhưng mà cái lý thuyết đầu tiên, những người mà tin tưởng lý thuyết đó lại nói là không cần phải ai không biết tới sự kiện Bitcoin Halving này, chỉ cần những người mà có cái tài nguyên lớn, những người mà có nhiều tiền hay nhiều Bitcoin biết tới sự kiện Bitcoin Halving này thì họ đã tính luôn trong giá cả khi mà họ giao dịch và họ là những người mà có sức ảnh hưởng lớn đối với giá cả. Cho nên chỉ cần những người đó biết thì sự kiện Halving đã tính luôn trong giá cả Bitcoin hiện tại và sẽ không có sức ảnh hưởng. Thì đối với Thuận, cả hai lý thuyết này đều đúng một phần. Và trong video này chúng ta sẽ cùng nhau nhìn vào những gì mà hai lý thuyết này nói đúng và những gì có thể xảy ra trước ngày Halving, ngày Halving và sau ngày Halving khi mà chúng ta nhìn vào đồng Bitcoin, đồng Ethereum và đồng Litecoin. Thì trước hết chúng ta nhìn vào đồng Bitcoin, cả ba đồng này đều có một số điều tương tự xảy ra khi mà có số lượng đồng mới ra đời bị cắt giảm. Tôi nói là tương tự tại vì cả ba đồng này đều có nhiều điểm khác biệt nhưng mà có một số điều rất tương tự đã xảy ra. Đầu tiên chúng ta nhìn vào đồng Bitcoin thì các bạn thấy là trước cái ngày halving hai đợt trước đây Bitcoin đã có hai đợt halving lần đầu tiên là năm 2013. Lúc đó thì Bitcoin từ 50 giảm chỉ còn có 25. Lần thứ nhì là năm 2016, lúc đó thì cái số lượng Bitcoin mới ra đời bị giảm từ 25 chỉ còn có 12,5 và lần thứ ba này chứng đoán là tháng 5 năm 2020 là sẽ bị giảm từ 12,5 chỉ còn có 6,25 Bitcoin mới được ra đời mỗi một lóc cái số lượng Bitcoin mới ra đời thì bị giảm đi 50 phần mỗi 4 năm nhưng mà tổng số nguồn cung Bitcoin không bị giảm vẫn là 21 triệu và những người mà tin tưởng mà lý thuyết đầu tiên chỉ vào cái điều này và nói là cái số lượng tổng số nguồn cung của Bitcoin không thay đổi vẫn là 21 triệu cho nên Bitcoin Harbin chỉ là giảm đi cái số lượng ra đời một block chứ không phải thay đổi tổng số nguồn cung trên căn bản là không thay đổi nguồn cầu nhưng mà lịch sử của hai đợt Harvin cho thấy là giá cả đã tăng sau ngày Harvin nhưng mà trước hết chúng ta hãy nói tới trước ngày Harvin thì trước hai đợt Harvin của Bitcoin thì các bạn thấy là giá cả đã có một cái sự tăng trưởng trước ngày Harvin điều này thì cũng tương tự đã xảy ra đối với đồng Ethereum tuy là đồng Ethereum không có cái sự kiện Harvin và không có lịch trình halving như là bitcoin. Ethereum thì mỗi một lần mà muốn thay đổi cái số lượng ethereum ra đời mỗi một, một lốc, thì cộng đồng của ethereum là phải cùng nhau bỏ phiếu. Nhưng mà trong lịch sử của ethereum từ năm 2016 cho đến hiện tại thì đã có hai đợt ethereum giảm cái số lượng ethereum mới ra đời mỗi một, một lốc. Tương tự như là halving lần đầu tiên là từ năm đồng ethereum giảm xuống chỉ còn có ba đồng ethereum năm 2017. Có nghĩa là cái số lượng ethereum đã giảm đi 40% vào lần thứ nhì là năm nay Ethereum đã từ ba đồng Ethereum giảm đi còn có hai đồng Ethereum, nghĩa là giảm đi 33% số lượng Ethereum mới ra đời một lốc và kế tiếp sẽ là cái ngày gọi là Ethereum Difficulty Bomb hay là cái bom độ khó của Ethereum sẽ bị kích hoạt và sẽ dẫn tới Ethereum đi vào một cái thời kỳ đóng băng. Chúng ta sẽ nói tới cái điều này khi mà chúng ta tiến tới gần cái ngày mà Ethereum kích hoạt bom độ khó thì trở lại trước cái ngày mà Ethereum cắt giảm số lượng Ethereum mới ra đời một block thì cũng có một thời gian ngắn Ethereum tăng giá như các bạn nhìn thấy trên màn hình cả hai đợt đều có cái sự tăng giá trước ngày đó thì cũng tương tự khi chúng ta nhìn vào đồng Litecoin thì Litecoin rất là giống như Bitcoin là có cái lịch trình halving rất rõ ràng Litecoin thì cũng trung bình là mỗi 4 năm Đồng Litecoin là một đồng mà half phút tỷ đồng Bitcoin từ năm 2011 Và tổng số nguồn cung của Litecoin sẽ là 81 triệu Nghĩa là gấp 4 lần so với đồng Bitcoin và một block của đồng Litecoin sẽ nhanh hơn Bitcoin trung bình là 4 lần chỉ có 2,5 phút sau so Bitcoin là 10 phút cho nên cái lịch trình halving cũng rất tương tự là mỗi 4 năm và Litecoin cũng đã có hai đợt halving trước đây đợt đầu tiên là tháng 8 năm 2015 thì lúc đó đồng Litecoin từ 50 giảm xuống còn 25 và đợt thứ nhì mới xảy ra tháng 8 năm 2019 mới đây thì Litecoin bị giảm từ 25 còn 12,5 đồng Litecoin mới được ra đời mỗi một block thì các bạn thấy là cả hai đợt trước cái ngày halving tương tự như là Bitcoin hay là cái ngày mà Ethereum cắt giảm cái số lượng mới Ethereum ra đời cũng có một thời gian đồng Litecoin giá cả được đẩy lên đây là cái điểm tương tự đầu tiên của ba đồng này tại sao mà trước cái ngày halving hay là trước cái ngày mà cắt giảm cái số lượng Ethereum mới ra đời thì lại có một thời gian giá cả tăng lên và thật ra trước ngày Litecoin halving thì Litecoin là một đồng mà có sự tăng trưởng về mặt giá cả rất là cao chỉ đứng sau lưng đồng Binance và bỏ xa những đồng lớn khác thì tại sao trước cái sự kiện này lại có cái sự tăng giá thì thuận nghĩ là đây là điều mà cái lý thuyết đầu tiên đã nói đúng là nếu như ai cũng biết thì họ sẽ tính luôn cái sự kiện này khi mà giao dịch có nghĩa là những người mà giao dịch có thể là họ nghĩ là trước ngày halving trước ngày mà cắt giảm cái số lượng nguồn cung mới thì giá cả sẽ tăng lên và nếu như mà nhiều người suy nghĩ cùng một suy nghĩ thì họ sẽ cùng nhau mua và đẩy giá tăng lên trong các đợt Harbin hay là đối với Ethereum trước ngày mà tìm cắt giảm nguồn cung mới ra đời. Cho nên khiến cho giá cả tăng lên. Đó là chúng ta nói tới trước ngày halving thì nhiều người bây giờ sẽ hỏi là từ đây cho tới tháng 5 năm 2020 trước ngày Bitcoin halving thì lúc đó giá cả Bitcoin có tăng nữa hay là không? Thì đương nhiên là không ai biết được nhưng mà nhiều người thì tin tưởng là giá đã tăng. Đó chính là lý do tại sao mà các bạn thấy là Bitcoin từ 3.000 đô lên tới 14.000 đô. Nhiều người cho đây là cái đợt tăng trưởng trước Harvin. Nếu các bạn tin đây là sự thật thì từ ngày hôm nay cho đến Harvin là giá cả sẽ không có một sự tăng trưởng khác. Tuy nhiên không ai biết được tương lai nhưng mà đây là một khả năng hoàn toàn có thể. Bây giờ chúng ta hãy nói tới cái ngày Harvin xảy ra. Thì cái ngày Harvin xảy ra lần đầu tiên của Bitcoin là giá đi hàng ngang. Thì sau cái ngày mà Bitcoin Harvin xảy ra, ngay sau đó thì giá cả đi đi hàng ngang lần đầu tiên. Nhưng mà trước đó giá cả đã có một đợt xuống giá. Đợt thứ nhì thì ngày Harvin giá cả cũng đi hàng ngang nhưng mà sau đó lại xuống giá tương tự các bạn thấy Ethereum sau cái ngày mà Ethereum cắt giảm cái nguồn cung mới thì giá cả cũng đã đi xuống và trong đợt thứ nhì đã đi xuống trước cái ngày mà cắt giảm tương tự các bạn thấy là Litecoin cũng vậy trước cái ngày mà Litecoin halving thì giá cả đi đi xuống cả hai đợt đều tương tự thì các bạn thấy là đây là điểm tương tự thứ nhì của ba đồng này thì tại sao mà trước cái ngày halving thì tại sao mà trong thời gian ngắn trong cái phạm vi mà cái hiện tượng halving này xảy ra thì giá cả đi hàng ngang hay là đi xuống thì tôi nghĩ là tại vì cái số lượng người mà đã thu mua những đồng này trước đó vì cái hiện tượng halving hay là hiện tượng cắt giảm thì họ sẽ bán trước cái ngày halving hay là cái ngày cắt giảm tại vì họ nghĩ là nhiều người khác cũng sẽ bán cùng một lúc cho nên họ muốn bán trước để có cái giá cao hơn nhưng mà nếu như nhiều người cùng suy nghĩ như vậy thì họ sẽ bán trong phạm vi mà sự kiện này xảy ra khiến cho giá cả bị đẩy xuống đó là điều các bạn thấy đã xảy ra đối với ba đồng bitcoin, ethereum và litecoin nhưng mà cái lý thuyết thứ nhì cũng nói đúng một phần đó chính là cái hiện tượng halving ảnh hưởng đối với giá cả. Cho bạn thấy là đối với Bitcoin thì sau khi mà hai đợt halving xảy ra thì tuy là giá trong cái thời gian mà cái hiện tượng xảy ra đi xuống hoặc là đi hàng ngang nhưng mà trong vòng 18 tháng sau đó cả hai đợt cho bạn thấy đều có một cái sự tăng trưởng đáng kể và đối với Bitcoin thì đã lập đỉnh mới hai lần sau hiện tượng halving cho nên rất nhiều người có nhiều lòng tin là bitcoin sẽ lập đỉnh mới sau đợt halving thứ ba này nhưng mà sẽ không phải là ngay cái ngày halving hay là trong phạm vi halving mà sẽ tốn khoảng chừng là hơn một năm mới lập được đỉnh mới đó là dựa theo lịch sử của bitcoin trước đây tương tự ethereum sau khi mà cắt giảm nguồn cung thì vài tháng sau đó giá cả cũng đã tăng lên không tăng liền nhưng mà vài tháng sau giá cả lại được tăng lên đối với đồng litecoin thì sau cái đợt halving lần đầu tiên thì litecoin đã đi hàng ngang 2 năm sau ngày halving thì litecoin mới đạt được đỉnh mới thì tại sao mà sau halving hay là sau cái hiện tượng cắt giảm nguồn cung thì lại có cái sự tăng giá? Thì có nhiều lý thuyết đã được đưa ra. Các bạn thấy là giá cả đi lên hay là đi xuống thì nói đơn giản là khi giá đi lên có nghĩa là người có nhu cầu mua số lượng nhiều hơn là người có nhu cầu bán. Và ngược lại nếu như giá cả đi xuống thì có nghĩa là cái số lượng người bán nhiều hơn là số lượng người mua. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất các bạn thấy chính là cái áp lực bán. Và câu hỏi là trên thị trường ai bán nhiều nhất thì mình nghĩ là một trong những cái áp lực bán liên tục và bán nhiều đó chính là áp lực bán đến từ các thợ đào tại vì các thợ đào khi mà họ tham gia đào bitcoin đào ethereum đào litecoin thì khi mà họ đào ra đồng họ phải bán tại vì họ cần tiền mặt để mà trả tiền mướn mặt bằng trả tiền nhân viên trả tiền điện và trả rất nhiều những chi phí và những chi phí đó là sẽ tính bằng tiền pháp định chứ không phải là tính bằng crypto cho nên áp lực bán từ cái thời đào rất cao và thông tin là họ là cái số người bán nhiều nhất ở trên thị trường và khi mà chúng ta nói tới cái ngành đào crypto thì đây là một ngành mà có sự cạnh tranh rất lớn dù thống kê cho thấy là các xưởng đào phần trăm lời của họ không cao hầu như là cái giá gốc mà họ đào ra với cái giá bán ra là trên lệch không bao nhiêu cho nên nếu như mà bạn tin tưởng lý thuyết này là đúng thì cái số lượng mà đồng phải bán ra áp lực bán rất cao gần như là họ phải bán hầu hết tất cả những đồng mà họ đào được để mà tiếp tục kinh doanh và chỉ giữ lại cái số lượng tiền lời khi mà chúng ta nhìn vào đồng Litecoin thì nhiều bạn có rất nhiều lo lắng đối với Bitcoin tại vì sau khi mà Litecoin xảy ra cái hiện tượng halving lần thứ nhì năm nay thì giá cả lại liên tục đi xuống đã đi xuống trước khi mà halving xảy ra nhưng mà lại tiếp tục đi xuống và nhiều người nhìn vào Bitcoin hiện tại thì nghĩ là Bitcoin có khả năng là tiếp tục đi xuống tới ngày halving thì lại tiếp tục đi xuống tương tự như là đồng Litecoin và nếu như đó là sự thật thì đồng Litecoin sẽ đi xuống tới cái mức nào và Bitcoin thì sẽ ra sao thì để trả lời câu hỏi này chúng ta phải nhìn vào cái áp lực bán thì nếu như các bạn tin là những người mà đào Litecoin thì khi mà đào ra họ sẽ bán hầu như là gần hết tất cả những đồng mà họ đào để tiếp tục kinh doanh thì chứng đoán là thị trường đào Litecoin là có thu nhập khoảng chừng 100 triệu thì cái số lượng bán hiện bây giờ mỗi ngày trung bình là khoảng 300.000 đô Litecoin phải được bán đi để cho các xưởng đào có tiền để tiếp tục kinh doanh. Nhưng mà trước cái ngày halving, cái số tiền bán là phải gấp đôi, có nghĩa là 600.000 đô trước ngày halving. Có nghĩa là áp lực bán trước ngày halving sẽ cao hơn là áp lực bán sau ngày halving. Cho nên nếu như đây là sự thật thì sau cái ngày halving của Bitcoin cái áp lực bán của cái thời đào sẽ bị giảm đi phân nửa. Thì tại sao mà áp lực bán của thời đào bị giảm đi phân nửa? Thì tại vì có thể là có một thời gian chi phí đào cũng sẽ giảm xuống theo. Tại sao? Tại vì chúng ta nhìn vào đồng Litecoin thì các bạn thấy là hiện tại đây là một biểu đồ cho thấy là đào Litecoin lời như thế nào. Thì nói đơn giản hơn, nếu như mà thu nhập đào nằm ở trên con đường này thì coi như là chi phí đào với lại cái chi phí thu nhập là bằng nhau. Nhưng mà các bạn thấy là rất rõ ràng thì sau cái đợt Harvard lần thứ nhì này đã có một số thợ đào Litecoin đang bị lỗ. Và khi mà họ bị lỗ họ sẽ không có tiếp tục đào. Và một dẫn chứng các bạn thấy là khi chúng ta nhìn vào cái phần trăm thay đổi về độ khó đào thì sau cái đợt harbin thứ nhì của litecoin độ khó đào đã càng ngày càng giảm xuống và các bạn cũng có thể thấy được là nhìn vào cái độ khó đào của litecoin thì sau cái ngày harbin càng ngày lại càng đi xuống và litecoin cũng tương tự như là bitcoin khi mà chúng ta nói về cái độ khó đào thì khi mà các thợ đào mà bị lỗ họ tắt máy thì có nghĩa là cái hash rate cái tốc độ đào của mạng lưới sẽ bị giảm xuống và khi mà tốc độ đào mạng lưới giảm xuống thì cái độ khó đào sẽ giảm theo và khi mà độ khó đào càng ngày càng giảm xuống thì sẽ tốn ít chi phí hơn để mà đào thì khi mà chi phí đào giảm đến mức nào đó có thể là thu hút thêm nhiều thợ đào tham gia vào mạng lưới Litecoin thì lúc đó độ khó đào sẽ kiếm được một cái mức thăng bằng nhưng mà cho đến khi mà ngày đó xảy ra thì cái số lượng thợ đào mà đang bị lỗ khi mà họ đào một là họ sẽ tự tắt máy còn hai là họ đào bao nhiêu là sẽ bán đi bấy nhiêu cho nên khiến cho là giá của đồng litecoin sẽ càng ngày càng đi xuống cho đến khi nào mà các thợ đào kiếm được cái độ khó đào cân bằng với lại thu nhập mà họ có thể đạt được khi mà đào litecoin thì lúc đó giá cả mới bắt đầu cân bằng lại và từ đó đồng litecoin mới có khả năng có được cái sự tăng trưởng kế tiếp thì nếu như đây là sự thật thì cũng tương tự khi mà chúng ta nói tới Bitcoin thì sau cái ngày halving có thể là sẽ có một cái thời gian các thời đào của Bitcoin bị lỗ các thời đào của Bitcoin đào bao nhiêu phải bán bấy nhiêu tại vì sau cái ngày halving thì thu nhập của họ sẽ bị giảm đi phân nửa nếu như mà giá cả không thay đổi cho nên họ lại càng phải bán hơn nhiều Bitcoin hơn và có thể là có nhiều xưởng đào sẽ bị lỗ sau ngày halving cho nên họ bán một thời gian họ sẽ tắt máy của họ và cũng tương tự Độ khó đào của Bitcoin cũng sẽ bị giảm xuống Làm cho chi phí đào của Bitcoin trong một thời gian có thể là đi xuống Nhưng mà đi xuống một mức nào đó Thì sẽ càng thu hút thêm nhiều thợ đào mới tham gia vào Để mà cân bằng lại Lúc đó thì giá của Bitcoin cũng sẽ ngưng Và bắt đầu có sự tăng trưởng kế tiếp Điều khác biệt ở đây là khi mà chúng ta nói tới các hệ thống đào Khi mà chúng ta so sánh tốc độ đào của Litecoin Cái đường màu đỏ này so với Ethereum Thì các bạn thấy là trước cái ngày halving thì độ khó đào của Litecoin tăng lên rất nhiều tại vì có rất nhiều người tham gia vào làm cho cái tốc độ đào tăng lên khá đáng kể nhưng mà sau hiện tượng halving thì hiện bây giờ hầu như là Ethereum và Litecoin có cùng một cái tốc độ đào nhưng mà khi chúng ta so sánh với lại Bitcoin thì rất rõ ràng là các bạn thấy là khi mà để Bitcoin vào thì tốc độ đào của Bitcoin đã cao hơn Litecoin và Ethereum rất nhiều Tới nói các bạn thấy là không nhìn thấy cái đường tốc độ đào của Litecoin và Ethereum nữa Tại vì Bitcoin đã đi quá xa về tốc độ đào Điều này cho các bạn thấy được là thị trường đào Bitcoin là một thị trường trưởng thành hơn Và lớn hơn rất nhiều Và có thể là những xứng đào Bitcoin có khả năng tài chính rất cao so với những cái xứng đào Litecoin Cho nên cái sức ảnh hưởng của các thợ đào sau ngày Harbin có thể là không có mạnh như là Litecoin Mà nếu như đây là sự thật thì chúng ta có thể là không có thấy được cái sự xuống giá mạnh như là Litecoin sau khi mà Bitcoin halving tại vì dựa theo lịch sử trước đây thì sau khi mà halving thì Bitcoin tuy là có cái khả năng đi xuống nhưng mà đi xuống không quá sâu như là Litecoin có thể là tại vì các xưởng đào của Bitcoin có cái tài chính cao hơn họ có thể là cầm cự mà không cần phải bán nhiều Bitcoin cho nên khiến cho giá cả không xuống sâu như là Litecoin và tóm tắt lại thì trước ngày halving năm 2020 này thì có thể chúng ta không có được một được tăng trưởng kế tiếp tại vì đợt tăng trưởng có thể đã xảy ra từ 3.000 tới 14.000 và cái ngày halving và thời gian ngắn sau ngày halving thì có khả năng rất cao là Bitcoin có thể đi hàng ngang hay là đi xuống và một năm sau khi halving thì dựa theo lịch sử là giá Bitcoin sẽ tăng lên tuy nhiên không ai biết được tương lai để chỉ là những cảm nghĩ riêng của thuận tôi muốn chia sẻ với các bạn thì những mà nào mà muốn ủng hộ thuận capital và thích giao dịch margin thì một chiến sàn các bạn có thể tham gia đó chính là sàn NapX tham gia sàn margin NapX thông qua link refer ở phía dưới video này thì các bạn có thể đăng ký để được tham gia vào nhóm hỗ trợ và nhận tín hiệu trade miễn phí. Giao dịch margin các bạn có thể long, các bạn có thể short, khả năng lợi nhuận cao nhưng mà nguy hiểm cũng rất cao cho nên các bạn cần phải có kinh nghiệm trading trước khi mà tham gia. Và những bạn nào mà thích giao dịch altcoin thì ở phía dưới video này các bạn có thể tham gia vào sàn Binance. Và nếu như các bạn sử dụng link refer của Thuận Capital thì các bạn sẽ được giảm 10% chi phí giao dịch. Binance sẽ đưa lại các bạn 10% tự động khi các bạn sử dụng liên refer của Thuận Capital. Và nếu các bạn nhận được giá trị trong video ngày hôm nay thì các bạn đừng quên nhấn cái nút like và đăng ký vào kênh để giúp kênh được tiếp tục phát triển và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.